Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân nhanh chóng, an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay. Những ngày qua, thì các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Trong những ngày giáp Tết, mặc dù lưu lượng phương tiện và hành khách thông qua bến xe thành phố Vĩnh Long tăng cao, nhưng với việc chủ động phối hợp với các ngành liên quan, bến xe khách thành phố Vĩnh Long vẫn đảm bảo thông thoáng, không xảy ra tình trạng ứ động hành khách và hàng hóa. Tình hình an ninh trật tự trong khu vực bến xe cũng được đảm bảo, tạo sự an tâm cho người dân. Ban lý bến xe tại khách thành phố Vĩnh Long phối hợp lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, công an khu vực sắp xếp trật tự, bố trí sắp xếp tại tuyến phục vụ, tăng cường phương tiện để phục vụ khách, không để ứ động khách tại bến, thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cho hành khách và phương tiện đi lại an toàn trong mùa Tết. Còn đối với doanh nghiệp này, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong dịp Tết, ngoài việc mua sắm thêm phương tiện mới, doanh nghiệp còn bố trí tài chuyến hợp lý để phục vụ hành khách thông suốt, gắn với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tết cổ truyền thì người dân đi lại rất nhiều. Chúng tôi đã đầu tư một số xe mới đưa vào phục vụ trong dịp Tết này, khoảng 25 xe. Thì để phục vụ kịp thời và đảm bảo giao thông thông suốt trong cái Tết. Chúng tôi là nâng cao cái việc phòng chống dịch và đảm bảo khử trùng xe trước bến, đồng thời là bố trí những cái khử khuẩn cho hành khách. Ngoài việc tuyên truyền vận động các chủ phương tiện kiểm tra các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ hành khách, thực hiện việc niêm yết giá cước và bán vé đúng giá niêm yết, bố trí phương tiện dự phòng, Sở Giao thông Vận tải còn chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách quá số lượng, quá tải trọng đăng ký, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng phân tuyến ở những nơi phức tạp để tránh ùn tắc giao thông. Chúng tôi là đề nghị các cái chủ phương tiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Phương tiện đã đăng ký tuyến cố định tại bến xe khách Vĩnh Long thì không được tăng giá vé. Nếu có tăng chuyến thì được Sở Giao thông chấp thuận thì mới được tăng giá vé 40%. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo ban quản lý dự án là chỉ đạo cho các nhà thầu dọn dẹp mặt bằng đảm bảo an toàn giao thông, phòng quản lý kết cấu hạ tầng phối hợp với các cái lực lượng đảm bảo giá ổ gà phục vụ thông suốt trên các cái tuyến đường tỉnh, đường huyện, nhắc nhở các cái doanh nghiệp trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo kỹ thuật, không được tăng giá, niêm yết giá đầy đủ, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong cái dịp Tết. Với việc chủ động trong triển khai các phương án phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023 của ngành giao thông vận tải và việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân khi tham gia giao thông sẽ là những yếu tố quan trọng để mọi người dân vui xuân đón Tết trong an lành và hạnh phúc.